Thôi bữa nay mình sẽ dẫn em ấy đi bay ha. Tập bay. Đó. Bay nha. Go. Welcome to Mr. MC, feat Mr. Sith and Mr. Ban Remix. Bay cho các bạn coi nha. Chứ giờ đứng dưới đất thì mấy bạn chỉ thấy cái cây vậy thôi. Bây giờ mình gắp máy rồi mình mới thấy được ở trên xuống. Trước tiên còn phải gắn cánh nha các bạn, gắn cánh trước. Gắn cánh. Xong rồi mình gắn pin vô. Rồi tiếp đến là mình tay điều khiển nè. Tay điều khiển mở gạ, mình gắn cáp vô trong cái tay điều khiển trước. Rồi mình cần một cái điện thoại ha, để mình làm màn hình đó. Nếu bạn có iPhone 11 Max Pro á, mấy bạn cứ xài iPhone 11 Max Pro ha. Đó, mình ở đây thì mình không có Max Pro đâu, mà mình bự cũng bằng Max Pro rồi. Rồi giờ mình khởi động, mình mở máy trước. Tới mình mở tay điều khiển. Đây, các bạn thấy nè. Khi mình kết nối được á, chưa kết nối rồi. Rồi sau khi mình kết nối được và nó phải nhận như thế này mình mới bay được. Giờ mình ra mình bay cho bạn coi nha. Đó, bạn thấy không? Thấy rõ không? Đó. Giờ mình bấm vậy. Cắt cánh. Thấy không? Đó. Ok. À, các bạn mấy bạn nhìn đây nè. Đó. Đó, bạn thấy rõ đúng không? Đó. Rồi, giờ mấy bạn chờ coi nha, mình sẽ quay vòng vòng cho mấy bạn coi. Rồi mấy bạn sẽ thấy cây cô đơn nó đẹp như thế nào ha. Rồi các bạn cho mình quay nha. Em vô.
Featherline Feet Pro Gel and Mr. D. Thank you.
are. Selamat datang dan salam jumpa dari dunia musik bersama saya Nandalia Remix Production. Goyang rumah.